trọng người thì có nghĩa. Không có kẹo nữa. Chị không còn là người thầy. Bảy lên tận cái bộ bố. Hòa đi em. Chú ơi đừng tìm cháu. Em ơi Hòa đi làm ơn em ấy. Cứu. Chú làm ơn chú đừng chiếc cái ống kính vào mặt cháu. Lên tivi hả chú? Chú ơi đừng chiếc.